Shop gốm Nhật qua giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Thứ bảy chủ nhật nghỉ, quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ ly sứ chân cao, nhìn rất là hay. Cái bộ này nó theo cái phong cách của châu Âu, từ cái dáng cho tới cái cách chế tác. Chúng ta thấy cái biểu hiện của hai con sư tử và cái vương miện nè, là một cái biểu hiện của hoàng gia châu Âu, hoàng gia Anh. Ở trên cái vành của cái ly này nó phủ giống như màu của cái đá ruby xanh và nó được mạ vàng cái nhành ô liu, rất là đẹp. Đây là thuộc cái dòng sản phẩm cao cấp cho nên là cái cốt sứ nó rất là tốt, cái men nó là cái màu xanh giống màu xanh đá ruby đó anh chị. Ly này nó cao 9, đường kính là 6, mã sản phẩm là H1, giá 70k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén trà. Chén trà sứ Kutani xưa. Cái dòng này là chén sứ nha các anh chị. Thường thì Kutani chúng ta hay gặp là gốm, ít gặp cái dòng sứ. Cái chén này dáng rất là hay, dáng tròn, vành nó thẳng, nó vẽ cái chủ đề tế hàng tam hữu, tức là đào, trúc, tùng. Ba cái loại cây mà nó sinh trưởng mạnh mẽ trong cái thời gian giá rét của mùa đông. Nó thể hiện cho hàm ý là nó thể hiện cho cái ý chí vượt khó của con người trong cái nghịch cảnh. Ở đây nó gọi là cái phong cách vẽ gấm. Các anh chị mà hay gọi là phong cách vẽ gấm đó, tức là những cái chấm xanh này nè, là nó được chấm bằng men nổi, bằng những cái ngòi bút rất là nhỏ, vô cùng công phu. Và nó được vẽ vàng, những cái hoa văn này nè, chúng ta thấy nó được vẽ vàng bằng vàng thật. Dòng này cốt già, ấn triện trong cái ấn triện này là ấn triện vẽ tay trong cái mộc vuông, đặc trưng cho cái dòng nó được sản xuất vào thập niên 60 của thế kỷ 20, tức là những năm 1960 đó các anh chị. Dòng này rất là đẹp, từ cái dáng cho tới cái nước men và cái họa tiết. Chén này nó cao 5.5, đường kính miệng là 8.5, mã sản phẩm là H2, giá 80k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai sản phẩm cao cấp của cái dòng Sango. Sango là một cái dòng sứ vô cùng cao cấp, một trong những cái dòng cao cấp của Nhật. Cái dáng này rất là đẹp nè, hai cốc này dáng rất là đẹp, có vẽ hoa hồng xanh. Đặc biệt là chúng ta thấy là cái tay cầm này nó được mạ vàng, cái lớp mạ vàng rất là dày. Chúng ta biết những cái sản phẩm mà gốm sứ mà mạ vàng đó là những cái sản phẩm vô cùng cao cấp. Đây Sango China, tức là sứ của thương hiệu Sango, phiên bản là Mang Na. Các anh chị mà đã từng đi Nhật đó, trước đây shop bán bên cái trang Facebook đó, những anh chị mà đi Nhật đó qua bển đó, thì vào những cái nơi mà bán gốm sứ cao cấp đó, thì các anh chị ấy nói là những cái sản phẩm Sango là vô cùng đắt đỏ. Chúng ta thấy nè, và cái kỹ thuật mạ vàng trên gốm sứ là một cái kỹ thuật rất là khó. Chúng ta thấy cái lớp vàng rất là dày luôn, cực kỳ dày. Chỉ có những sản phẩm vô cùng cao cấp họ mới mạ vàng dày như vậy. Cốc này nó cao 6.5, đường kính là 6.5, chưa tính tới cái quai nha. Nếu tính tới cái quai là 9.5, mã sản phẩm là H3, giá 80k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố ngũ sắc. Một cái thố ngũ sắc của Arita. Trên thân nó vẽ hoa cúc dây, rất là đẹp. Nắp nó cũng được mạ vàng, các chị, vành cũng mạ vàng. Nó được vẽ toàn thân rất là đẹp luôn, cái dáng rất là hay, cốt sứ rất là tốt. Đây là cái thương hiệu Kozan. Kozan là một cái phân nhánh nhỏ của cái dòng Arita. Thố này rất là đẹp,
dáng đẹp, men đẹp và cốt sứ rất là tốt. Nó cao 9.5, đường kính là 13, mã sản phẩm H4, giá 130k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén trà, các anh chị hay gọi là cái thố, do nó có đắp, nó thuộc cái dòng Kutani. Cái này thì nó cũng là cốt sứ nha, thường thì cái dòng này chúng ta hay gặp là cốt gốm, hiếm gặp cốt sứ hơn. Nó cũng là cái phong cách vẽ gấm, tức là những cái đốm nhỏ li ti. Cái dòng này nếu tiếng Nhật nó gọi là Fuku Kutani, Fuku tức là hạnh phúc á. Họa tiết những cái đó hoa vàng đó nó được vẽ bằng vàng thật đó chị, và cái vàng trên nắp này nó cũng được vẽ bằng vàng thật. Đây cốt sứ rất là đẹp. Cái ấn kiện trong cái mộc vuông này nè là nó đặc trưng cho cái dòng được sản xuất vào thập niên 60 của thế kỷ 20, tức là những năm 1960 đó. Cao 7.5, tính tất cả nắp đó. Đường kính là 8, mã sản phẩm là H5, giá 90k. Tiếp theo là một bộ cái bộ sản phẩm cũng cực cực kỳ đẹp. Một cái bộ sản phẩm rất là đẹp, một cái bộ thố. Một cái bộ thố sơn mài. Sơn mài này chất liệu á, sơn mài này là sơn mài xưa nha các anh chị. Cái chất liệu là gỗ. Đây là một cái loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống rất là độc đáo của Nhật. Cái kỹ thuật này nó giống như cái kỹ thuật mà sơn son thiếp vàng trên những cái hoành phi câu đối trong những cái ngôi đình hay là chùa cổ của Việt Nam, hoặc là trên những cái sản phẩm mà cung đình của Việt Nam ngày xưa đó. Chúng ta thấy nè, là ở đây nó vẽ hình hạt, ba con hạt ngậm, một cái con hạt ngậm cây trúc, một cái con hạt ngậm cành đào và một cái con hạt ngậm cái cây tùng, cành tùng. Đó là cái chủ đề tế hàng tâm hữu và hạt. Hình hạt này nó được vẽ hoàn toàn bằng vàng thật trên cái nền sơn son. Đây là một cái kỹ thuật cổ nha các anh chị. Những cái chất liệu để tạo nên cái màu sắc này nè là sử dụng hoàn toàn từ tự nhiên, từ những cái loại nhựa cây và màu tự nhiên. Và đây cũng là một cái nghề sản phẩm, một cái nghề, một cái loại hình nghệ thuật nó cũng có cái nguy cơ mai một ở Nhật. Do một là cái nguyên liệu để tạo nên những cái sản phẩm này nè là nó rất là hiếm. Hai nữa là những cái nghệ nhân để gắn bó với những cái sản phẩm này, ở đây là cái chữ ký của nghệ nhân. Hai nữa là những cái nghệ nhân mà tạo nên những sản phẩm này thì cũng đã không còn nhiều, do cái này nó đòi hỏi rất là công phu. Chế tác cái chén này từ một cái khối gỗ tự nhiên, sau đó phải phủ rất là nhiều lớp sơn và mài bằng tay nha các chị, chà bằng tay á. Mỗi cái lớp sơn như vậy nó đòi hỏi ít nhất là phải từ 8 tuần á, là khoảng 2 tháng nó mới khô, và khoảng 5 đến 7 lớp sơn nó mới ra những cái sản phẩm như thế này. Nó đòi hỏi rất là nhiều công phu, thời gian và cả cái kỹ thuật chế tác. Mã sản phẩm là H6, giá 120k. Cái thố này nó cao 9, đường kính là 11 năm, mã sản phẩm là H10, H6, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái chén mang lam rất là đẹp. Hai cái chén mang lam xưa, cái này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa nha. Hai cái chén mang lam xưa rất là đẹp. Cái dáng rất là hay, cái vành nó le, đáy tròn vành le, trên thân nó vẽ hoa cúc dây và giống như cái quạt trong cái bát bủ bối hay là cái nón gì đó. Họa tiết này nó được vẽ thủ công và nó được vẽ bằng men lam rất là đẹp, vẽ thủ công rất là tinh xảo, cốt sứ rất là tốt. Chúng ta thấy những cái đường viền ở trên vành đó, và cả đường viền chữ đáy nè được vẽ rất là công phu. Trong lòng thì vẽ chữ phúc, vành nó cũng được vẽ rất là công phu các chị, rất là đẹp. Cốt rất là già, đây chúng ta thấy cốt rất là già luôn. Và ở trong
đáy này nè, nó có cái ấn triện ẩn. Ở đây chúng ta rất là khó thấy khi mà với cái ánh đèn này, thì bên ngoài đó các anh chị dễ dễ thấy hơn, do ánh đèn nó bị cháy cho nên chúng ta khó thấy. Hai chén này nó vẽ rất là đẹp, men đẹp, cốt đẹp, sâu tuổi, cái dáng nó khá là lạ. Đây chúng ta thấy cái này nè, cái ấn triện nó khá rõ hơn. Chén này cao 5, đường kính là 11.3, mã sản phẩm là H7, giá 150k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén gỗ, cái bộ chén làm từ gỗ nguyên khối của Nhật nha các anh chị. Trên thân nó vẽ hình những cái con bướm. Đây là cái vân tự nhiên, vân gỗ tự nhiên. Trên thân nó vẽ hình những cái khắc. Này nó không phải vẽ mà nó khắc khắc tạo hình hình bướm bướm đó. Dáng rất là hay. Cái chén này ở Nhật thì được sử dụng như chén cơm nha các chị. Các anh chị mà có coi những cái phóng sự, những cái YouTube thì chúng ta thấy là những cái Nhật, ở Nhật thì họ sử dụng những cái chén này nè để ăn cơm. Và nó được chế tác hoàn toàn từ cái gỗ nguyên khối, gỗ tự nhiên. Cái bộ này nó còn mới nguyên nha, nó có cái hộp mà hộp nó cồng kềnh cho nên ship shop bỏ để giảm cái phí ship. Và người Nhật thì họ rất là chú trọng đến vấn đề an toàn cho sức khỏe, cho nên những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm nội địa, nó đòi hỏi cái chất lượng và những cái nguyên liệu rất là an toàn đối với sức khỏe. Chén này cao 7, đường kính là 11, mã sản phẩm là H8, giá 200k trên bộ này. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là dễ thương, là một cái chuông gió. Chuông gió bằng sứ, tạo hình một cái người. Ở đây nó có cái tấm này nè, về các anh chị có thể là chúng ta thay bằng một tấm vải. Khi mà gió nó phát á, nó tạo ra cái âm thanh rất là nghe rất là vui. Tạo hình một cái người đàn ông vắt một cái cây kiếm, bên hông nó có cái chữ ký nghệ nhân, nhìn rất là dễ thương. Trang phục rất là chỉnh chu, toàn bộ nó bằng sứ nha. Cao 7, đường kính là 4.5, mã sản phẩm H9, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chuông bằng sứ. Một cái chuông bằng sứ phủ men ngọc, dáng rất là thanh. Đây chúng ta thấy ở trong này nó cũng bằng sứ nè, ở cái móc ở trong đó. Cái này thì nó bằng nhựa để nó chống vỡ, khi nó va đập nó không có bị vỡ. Chế tác rất là chỉnh chu các anh chị, rất là đẹp. Này chúng ta đi co rồi đó, trưng bày cao 10, đường kính là 6, mã sản phẩm H10, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa hoặc là cái ống cắm bút dùng trong thư pháp. Cái này nó bằng gỗ, nó vẽ sơn mài, nó vẽ hình những cái con cá vàng và những cái cọng rong, những cái rong ở miền Nam gọi là rong, miền Bắc anh chị là cái rêu, rong đuôi chồn. Những cái con cá vàng được vẽ thủ công. Này là một cái bình sơn mài, có thể là dùng bình hoa hay là các anh chị dùng giống như cái ống cắm bút, cái ống cắm bút lông đó, dùng trong thư pháp. Do đây cái màu này nè các anh chị, là các anh chị khi mà chúng ta quay xa đèn á, hoặc là chúng ta quay trong tối ban đêm như thế này á, thì nó không có được sáng như ở ngoài. Đây đáy nó có cái truyện ký của nghệ nhân nè,
Sản phẩm này nó cũ kỹ nha, sản phẩm xưa cũ kỹ, cao 13 năm, đường kính miệng là 6, vòng thân là 27 năm, mã sản phẩm là H11, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một dĩa men lam xưa rất là đẹp. Dĩa men lam xưa nó vẽ này, nó vẽ giống như cây hoa, hoa mẫu đơn và cây cây lan, những cái bụi lan đơn hay hoa cúc thì giống mẫu đơn hơn, rất là đẹp. Họa tiết nó được vẽ thủ công, vẽ tay. Này là những cái nốt ruồi lỗi lò, họa tiết nó được vẽ tay rất là đẹp nha các anh chị. Và ở đây chúng ta thấy sản phẩm xưa cho nên trong lòng nó có rất là nhiều cái nốt ruồi do cái oxit sắt nó tạo nên. Đây là cái ấn triện, ấn triện cái này của Nhật nha, nó viết là khá giống như Đại Minh vậy đó, nhưng mà thật ra cái dĩa này là của Nhật nha, Đại Nhiếp Bông này. Cái khoảng thời gian Setoya ở dưới trôn nó có vết mẻ như thế này nè các anh chị, vết trôn ở dưới trôn nó có vết mẻ như thế này, ở phía sau thì nó vẽ cái hoa dây, ở chỗ này thì nó có cái vết lỗi lò, cái vết tóc do lỗi lò, tức là khi mà nung nung gốm đó, do cái nhiệt độ nó giãn nở không đồng đều, nó sẽ xảy ra cái hiện tượng này trên những cái sản phẩm xưa hay có. Nhưng mà ở phía trước cho nên, và nó cái vết lỗi lò nó khoảng 1 cm thôi, không có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng. Và cái dĩa này nó trưng như thế này cho nên cái vết tóc ở trôn nó không ảnh hưởng gì cả. Dĩa rất đẹp, men đẹp, họa tiết rất là tinh tế, đường kính là 18 năm, mã sản phẩm là H12, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa hạt dưa nhỏ. Hai cái dĩa này có thể là dùng để đựng gia vị, nước chấm. Cái dòng này là cái dòng sản phẩm đặc trưng của Cảnh Đức Trắng. Cảnh Đức Trắng là một cái địa phương sản xuất gốm sứ lâu đời của Trung Quốc, rất là nổi tiếng. Nó có từ khoảng thời Minh, và nó nổi tiếng nhất là khi mà Càn Long vi hành phương Nam. Nó được chế tác bởi những cái, chúng ta thấy trên thân nó đó, nó có những cái điểm thấu quang tạo hình giống như hạt dưa, cho nên nó gọi là cái dòng hạt dưa. Tiếng dân gian mình gọi là cái dòng hạt dưa cho nó dễ nhớ. Trong lòng thì nó vẽ cái đóa hoa cúc, xung quanh là chúng ta thấy những cái tạo hình giống như những cánh hoa đào. Cái dĩa này chúng ta thấy là cái sản phẩm xưa nè, trông rất là cũ. Cái dòng này là cái dòng, cái phiên bản của những cái dòng cao cấp, rất là đẹp, cao 2.5, đường kính là 10, mã sản phẩm là 13, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa tạo hình những cái chiếc lá bằng gốm xù xì. Cái này nó giống như cái kiểu bizen nha các anh chị. Cái dòng gốm mộc tạo hình những cái chiếc lá xù xì nhìn rất là ấn tượng. Những cái sản phẩm này các anh chị trưng bày rất là đẹp. Thì chúng ta có những cái dĩa nhỏ, những cái ly nhỏ, ly đúng trà mà rất là nhỏ đó, chúng ta để lên đây, chúng ta lót cực kỳ đẹp, tạo hình những cái chiếc lá, những chiếc lá gốm mộc rất là độc đáo. Nó được chế tác hoàn toàn thủ công, đáy nó có truyện ký của nghệ nhân. Mỗi chiếc lá nó mang một cái dáng, và những cái gân lá đó là được nghệ nhân họ sử dụng cái chiếc lá thật đó, họ ấn lên trên cái mặt gốm lúc tạo hình, cho nên sau khi nung men đó, nó tạo nên những cái đường gân rất là sống động, không thể nào vẽ được. Mỗi cái gân lá nó là riêng biệt, rất là đẹp. Và cái chiếc nào nó cũng có cái chữ ký nghệ nhân cả. Cốt dày nặng, này nó dài 12,
rộng 6, mã sản phẩm là H14, giá 150k trên bộ này. Bộ này nó có 5 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén, hay gọi là cái chao quan. Chén trà dùng trong trà đạo, còn gọi là cái chao quan. Chao quan là tiếng Nhật, tiếng Việt chúng ta gọi là chén trà dùng trong trà đạo. Cái này, cái chén nó thuộc cái dáng mùa hè. Cái chén này, cái dáng nó rất độc đáo với cái chân cao, nó gần giống như cái tước. Nó tạo hình bên ngoài, nó tạo hình xù xì cốp, kết hợp với cái men nó cũng xù xì, cho nên nó tạo nên cái vẻ ngoài nhìn khá là ấn tượng. Bên trong lòng á, chúng ta thấy là một cái vệt men xanh, nó nằm vắt ngang trên cái nền men trắng, tạo nên một cái nét gì đó nó vừa ngẫu hứng mà nó vừa tinh tế. Màu men rất là đẹp, rất là đặc biệt. Những cái sản phẩm này bên ngoài chúng ta gặp, chúng ta sẽ thấy nó độc đáo hơn trong video rất là nhiều. Đây nè, tác giả họ khắc giống như hình mà sóng nước nó chạy vòng quanh trên cái thân ngoài của cái sản phẩm này vậy. Đây là những cái sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng, và ở dưới đáy nó có chữ ký của nghệ nhân. Đây chữ ký của nghệ nhân, cốt dày nặng. Những cái sản phẩm này các anh chị trưng bày đẹp lắm, những cái chao quan đặc biệt là chúng ta trưng bày cực đẹp. Cao 7.5, đường kính là 14, mã sản phẩm là H15, giá 120k. Tiếp theo cũng là một cái sản phẩm cũng khá là đặc biệt. Cái ly bi sen trắng, cái ly này thì nó lại là cái ly dáng rất là cao, dáng cao, thanh, tạo hình xù xì, ngẫu hứng, với phong cách là ngẫu hứng. Đây là một cái dòng rất là đặc biệt các anh chị. Đây, đáy nó có truyện ký nè, rất là rõ ràng. Bên ngoài nhìn nó rõ hơn trong video rất là nhiều. Đây gọi là cái dòng bizen trắng. Cái dòng này rất là hiếm gái sản phẩm. Cái cốt nó đó, nó giống như sứ vậy các anh chị, nó đanh hơn cả đất nung nữa. Cốt nó đanh hơn cả đất nung nữa, và nó trắng như bạch lịnh, gõ nó như kim loại vậy đó. Cái dòng sản phẩm này rất là hiếm, dòng này rất là hiếm gặp sản phẩm. Cao 11, đường kính là 6.5, mà sản phẩm là H16, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái bình hoa đắc nung, rất là đẹp. Cái dáng đặc trưng của những cái bình hoa của Nhật. Hai cái bình này thì các anh chị trưng bày rất là vừa nè, trong những cái không gian mà phòng khách chúng ta vừa vừa đó thì cũng rất là đẹp. Hay là chúng ta mà trưng, nếu có chỗ chúng ta trưng mà cái kiểu trưng cặp á, trưng đối ngẫu á, thì rất là hay. Trên thân nó được khắc nha, gì khắc hoa văn. Hoa văn này nó được khắc xù xì, rất là công phu. Cốt dày rất là nặng, men nó phủ cả trong lòng luôn. Cốt dày rất là nặng nha, hai cái bình này nó chế tác rất là công phu. Cao là 16, đường kính miệng là 8. Dòng thân là 48, mã sản phẩm là 17, giá 150k. Cái bình này nó rất là nặng cho nên nó rất là vững, các anh chị cắm hoa rất là hay. Giá này là shop đã giảm rồi, giảm rất là sâu luôn. Best sale. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa. Cái dĩa, cái này nó gọi là cái dĩa hay là cái khai nhỏ. Dĩa là cái khai bằng gỗ, chất liệu nó là gỗ nha các anh chị, gỗ tự nhiên nguyên khối, với cái chân cao rất là hay nè. Dĩa này chúng ta trưng bày rất là trang trọng, nhìn rất là hay. Thế là tới lễ Tết mà chúng ta trưng trái cây hoa quả trên những cái nơi trang trọng,
chất liệu nó là gỗ cho nên chúng ta thấy nó cũng trang trọng nữa. Ở trên mặt của cái dĩa này nè là được nghệ nhân khắc tạo hình một cái chiếc lá. Cái sản phẩm này nó được khắc hoàn toàn thủ công nha các anh chị, nó được khắc tay rất là công phu luôn. Đây, những cái gân lá rồi sau đó thì nó được khắc xù xì như thế này nè. Và ở đây thì cái mặt nó được phủ sơn mài. Chúng ta thấy để làm nên được cái màu sắc như thế này nó đòi hỏi rất là công phu. Cực kỳ công phu. Rất là nhiều cái lớp sơn trên này nè. Đây là cái sản phẩm nó cũng có tuổi rồi nha. Vành nó có vết trầy nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Rất là đẹp, cái này các anh chị làm cái khay trà cũng hợp nữa. Rất là hay luôn, cái đáy nó rất là phẳng. Nó cao 6. Đường kính là 27, mã sản phẩm H18, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa ngũ sắc xưa. Này gọi là xưa hay là cổ đều được cả. Đây là một trong những cái dòng đặc trưng của Nhật, gọi là cái dòng Imari hay là Arita cổ. Sở dĩ gọi là Imari á, vì khoảng từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, những cái sản phẩm sứ của Arita mà xuất sang cái thị trường châu Âu đó, nó qua cái cảng Imari. Sở dĩ là trong cái giai đoạn này nè, thì ở chúng ta thấy cuối thế kỷ 17 thì ở ở Trung Quốc đó, nó nổi lên cái cuộc chiến Minh Thanh, cho nên là Trung Quốc cái thời kỳ nó rơi vào cái thời kỳ nội chiến giữa hai cái tập đoàn phong kiến, cho nên là những cái sản phẩm gốm sứ của Trung Quốc trong cái giai đoạn đó nó không có xuất được sang châu Âu, và lúc này người Nhật họ đã tận dụng để họ sản xuất và họ xuất khẩu sang châu Âu những cái sản phẩm gốm sứ màu như thế này, và nó tạo nên một cái cơn sốt với những cái họa tiết được vẽ bằng vàng thật. Ở đây chúng ta thấy nè, hình phượng hoàng này, những cái họa tiết vàng là được vẽ bằng vàng thật, và nó mang cái phong cách rất là đặc trưng của Nhật Bản trong cái giai đoạn này á. Thường những cái dĩa này nó được sản xuất vào cái thập niên khoảng những năm 1868, cái giờ gọi là cái giai đoạn mà Đại Nhật Bản, tức là giai đoạn Minh trị, khoảng từ năm 1868 đến năm 1903. Nó mang cái màu sắc và cái phong cách đặc trưng của người Nhật. Trong cái giai đoạn này thì người Nhật họ rất là tự hào, hay là gọi là cái tinh thần dân tộc của họ đó rất là mạnh, cho nên họ muốn những cái sản phẩm văn hóa của họ nó mang cái nét riêng biệt. Cho nên chúng ta thấy những cái sản phẩm ngũ sắc trong giai đoạn này nó rất là đặc biệt, rất là độc đáo, nó không thể nhầm lẫn. Cái dĩa này nó được vẽ hoàn toàn thủ công, và chúng ta thấy cái màu men này họ không làm màu men lam mà nó giống như Coban, mà Coban nó sậm. Họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công, nó vẽ theo cái phong cách rất là đặc trưng của người Nhật. Thì chúng ta thấy cái trôn nè, nó lên cái màu cam nè. Cái màu này chỗ này nó không có phủ men trơn này nè, cho nên trải qua cái thời gian đó thì cái oxit sắt trong cái khoáng sắt trong cái cốt đó, nó tạo nên màu sắc đó. Cái dòng dĩa này thì nó dày nặng. Cực kỳ chắc chắn, và chúng ta thấy tiếng gõ nó vang như chuông vậy đó. Chứng tỏ cái cốt nó rất là tốt. Đường kính nó là 30.5, mã sản phẩm là H19, giá 750k. Tiếp theo cũng là một cái sản phẩm sứ xưa, cũng là một cái sản phẩm thuộc cái dòng Arita, nhưng mà cái sản phẩm này nó xưa hơn. Theo cái kinh nghiệm của shop thì cái sản phẩm này là cái tô, cái này nó gọi là cái tô cạn lòng hay là cái dĩa sâu lòng hay là cái dầm đều được cả. Sản phẩm này nó sâu tuổi hơn sản phẩm vừa rồi nữa. Dựa ra vào cái màu men, chúng ta thấy cái màu men lam này nè, nó nhạt hơn, nó thanh hơn so với cái dòng men lam sau đó. Và cách cách vẽ cũng vậy, chúng ta thấy thoạt nhìn thì
cái họa tiết chúng ta thấy có vẻ nó đơn giản, nhưng mà chúng ta quan sát kỹ thì cái dòng dĩa này, cái dòng sản phẩm, những cái sản phẩm này nè, nó vẽ rất là công phu. Thay vì những cái chiếc lá, những cái họa tiết vẽ bằng những cái bút lông, thì ở đây nghệ nhân họ dùng những cái cọ rất là nhỏ. Một chiếc lá thì phải vẽ bằng vô số cái ngòi cọ nhỏ, nó đòi hỏi công phu, sự tỉ mỉ và sự chỉnh chu hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta thấy ví dụ như cái thân cây trúc này, chỉ cần một cái nét cọ thôi là đã thành, còn ở đây nó là vô số những cái nét bút nhỏ, nó đòi hỏi cái sự công phu hơn rất là nhiều. Cái dòng sản phẩm này có thể nó nằm giữa cái dòng Ken đó, giữa dòng Ken và cái giai đoạn Kenji, sau cái giai đoạn Kenji, cái màu men này nè. Kenji là khoảng từ năm 1760 đến năm 1868. Rất là đẹp. Cốt dày nặng. Men rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Ở đây chúng ta thấy nè. Cốt rất là già. Bên ngoài chúng ta mới thấy. Cực kỳ già. Dĩa này nó cao 6. Đường kính là 24 năm, mã sản phẩm là H20, giá 750k. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái tô men lam xưa. Tô men lam xưa rất là độc đáo. Cái tô này nó tạo hình giống như cái quả đào. Quả đào theo cái văn hóa phương Đông. Cái văn hóa Á Đông á thì nó tượng trưng cho cái sự trường thọ, hay là cái chữ thọ. Cái này nó vẽ cái hoa văn rất là độc đáo. Bên ngoài chúng ta thấy nó vẽ cái hoa văn cái hình chữ thập niên. Bên đây nó vẽ giống như vừa giống như sóng nước, vừa giống như những cái cánh hoa hay là những cái áng mây. Ở dưới này nè, nó khắc tạo hình giống như cái dấu thiền đó anh chị. Này là nó khắc 3D chưa? Chúng ta thấy nè, sản phẩm nó 3D chỗ này nè. Trong lòng á nó vẽ những cái sóng nước và những cái trụ nhìn rất là độc đáo. Họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công. Vẽ thủ công rất là công phu, cực kỳ đẹp. Cái dĩa này nó lạ, rất là lạ luôn. Bên ngoài nè, nó đắp nổi này, nó giống như những cái nụ hoa hay những cái viên ngọc ấy, ngọc trai. Đáy nó có truyện ký của nghệ nhân, truyện ký tay. Dĩa này rất là lạ, cái tô này rất là lạ, mang cái nét gì đó nó rất là độc đáo. Những cái sản phẩm này nó được chế tác hoàn toàn thủ công và vẽ tay. Chúng ta thấy cái tiếng nó âm vang như chuông vậy đó. Những cái sản phẩm này gọi là những cái sản phẩm độc bản, không có cái thứ hai giống như vậy. Nó cao là 8.5. Nó dài là 23. Đường kính miệng là 22. Còn đường kính thân là 22 năm. Mã sản phẩm là H21, giá 750k. Phiên bán hàng của ngày 31 tháng 5 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.